Người Việt Nam mua xe bán tải không chỉ để chở hàng. Chính vì lý do đó mà Ford Ranger bán rất chạy. Bởi vì Ford Ranger là một mẫu xe thiết kế rất đẹp, sang trọng như xe SUV. Lái nhẹ nhàng, trợ lực điện nhẹ như sedan, có thể đi phố rất tuyệt vời. Option tiện nghi cũng cực kỳ sang chảnh, không kém gì bất kỳ mẫu xe SUV nào trên thị trường. Chính vì vậy mà Ranger rất được lòng khách hàng tại Việt Nam. Giá xe Ford Ranger cũ tại Việt Nam cũng rất ổn định. Ví dụ như chiếc xe Ford Ranger phía sau tôi, Wildtrak 3.2 bản cao cấp nhất 2015, chạy 9 đoạn 2 biển Hà Nội, và hiện tại giá thị trường chỉ có 665 triệu thôi. Rất tuyệt vời cho một sự lựa chọn dưới 700 triệu. Em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt KOAT. What about you? Hay là mang thêm brand đi, không sao đâu. Yeah, em không thể say yes, em không thể say no. Nhìn em lúc nào cũng fresh, make em hay say ooh. Big city, big city boy, big city, big city boy, big city, big city. Space speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gonna do? Ngay sát DJ. What you gonna do? Them bottles keep coming. What you gonna do? Thân phố để không ngủ. Tell me what you gonna do? Hey. Nguyễn Nghĩa, Beautiful Car, mang xe đẹp đến mọi nhà.